Chào mừng anh chị trở lại với channel Dũng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay thì Dũng đang có mặt tại khu vực gần trung tâm của xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dũng giới thiệu tới anh chị một lô đất có tổng diện tích là 2.500m2, nằm trên mặt tiền đường này, đường nhựa ở khu vực dân cư. Thì lô đất này là có mặt đường bám đường anh chị 24m. Đây có ranh đây anh chị nhé. Từ vị trí này kéo dài sát sang bờ tường của nhà bên cạnh anh chị ạ. 24m mặt đường nhựa này, khu vực dân cư. Sâu vào á là cảnh bên nhà là 87m anh chị. Đó, cảnh bên này là sâu thẳng vào là 72m và nở hậu 42.5m với tổng diện tích là 2.500m2. Đất phủ hồng và hiện tại thì chưa có thổ cư anh chị nhá. Nhưng mà vị trí này thì mình có thể đăng ký mua thổ cư trực tiếp, giá nó có rơi vào khoảng 1.1 đến 1.2 một mét vuông anh chị. Đó, đất cực kỳ bằng phẳng và hiện tại trên đất là đang trồng một số cây sầu riêng, một số cái mít và một số cái chuối anh chị. Đất cực kỳ bằng phẳng. Đó thì hiện tại thì Dũng không có tiền để đi vào bên trong để quay chi tiết cụ thể từng khu vực, từng cái vị trí đất ở trong cái lô đất cho anh chị có thể xem, nhưng mà Dũng có hình ảnh quay của máy quay flycam ở trên cao để anh chị có thể là xem rõ hơn cũng như là hình dung được cái vị trí. Đó thì tổng quan về cái vị trí của lô đất này thì Dũng cũng nói luôn, đi theo hướng này anh chị, hướng này đi 400m là ra giao với trục đường chính ở Láng Lớn Bảo Trinh, đó ngay gần cái đường Nguyễn Văn Trỗi trường cũ anh chị nhá. Đó, và mình đi xuống khoảng tầm 200m nữa là ngay Ủy ban Nhân dân xã Láng Lớn và tất cả trung tâm của xã Láng Lớn, chợ, đấy, trường học, tất cả cách đây nó khoảng tầm 800m thôi anh chị. Đường nhựa, đường thông khu vực dân cư. Đó, và đường phía đằng sau, phía tây Dũng chỉ này cũng đi vòng và ra khu dân cư và có thể kết nối ra khu trung tâm hết luôn. Đó, và hiện tại với lô đất này thì gia chủ đang chào bán với mức giá là 2.850.000.000 anh chị nhé. 2.850.000.000 cho một lô đất 2.500m2, đất hình đất tương đối đẹp. Đó, 24m mặt đường, nở hậu 42.5m. Anh chị nào mà quan tâm tới sản phẩm này thì liên hệ cho Dũng qua số điện thoại 0908 741 668 anh chị nhé. Và nếu anh chị yêu thích thì có thể cho Dũng xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ những sản phẩm Dũng đăng lên. Đó thì anh chị có thể là lựa chọn những sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu của chính mình. Dũng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những cái sản phẩm tiếp theo.